Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 4 tháng 8 tuyên bố rằng vào sáng sớm cùng ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai hai tàu không người lái tấn công vào một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Novorossiysk thuộc tỉnh Krasnodar ở phía nam của Nga. Đáp trả cuộc tấn công, các tàu chiến Nga đã phát hiện và hủy các tàu không người lái bằng vũ khí thông thường. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh vụ tấn công không gây thiệt hại hay thương vong. Trong khi đó, Reuters đưa tin, tình báo Ukraine nói rằng cuộc tấn công trên khiến tàu đổ bộ Olene Gorosky Gorniak của Nga bị hư hỏng nghiêm trọng và không thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Nguồn tin còn nói rằng có một thủy thủ trong khoảng 100 quân nhân Nga trên tàu mang theo 450kg thuốc nổ TNT khi tàu bị tấn công nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thương vong. Cũng theo nguồn tin, cuộc tấn công do Hải quân Ukraine và cơ quan tình báo nước này SBU cùng tiến hành. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Moscow cũng như Kiev. Ngoài cuộc tấn công trên, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố quân đội đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên bán đảo Crimea trong đầu ngày. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 13 UAV đã bị bắn hạ hoặc bị chế áp điện tử trong đêm. Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào Crimea, trong đó có thành phố Sevastopol, nơi đóng vai trò là căn cứ chính của hạm đội Biển Đen của Nga. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.